Có thể VNG sẽ cân nhắc mở tính năng micro trên game Play Together. Hiện tại đã dò dỉ một số hình ảnh liên quan đến tính năng mic trên game sẽ xuất hiện vào bản update tiếp theo. Nếu micro ra mắt thì trò chơi của chúng ta sẽ thú vị hơn bao giờ hết. Cùng nhau đưa ra ý kiến của mình về tính năng này nhé. Bạn có muốn tính năng này ra mắt không?